Hello, xin chào các bạn. Mình là Trường, mình đến từ Adam Music. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái vấn đề liên quan đến cái việc lựa chọn thiết bị để mà các bạn có thể hát karaoke hoặc là phù hợp với những cái nhu cầu hát của mình. Thì chuyện là cách đây tầm một tuần á, có một khách hàng, một chị tới phòng thu của mình để mà mua những cái thiết bị về để mà hát trong mùa dịch. Thì cái nhu cầu của chị á, là để hát karaoke. Tuy nhiên khi mà mình nói chuyện một hồi á, thì rốt cuộc là cái việc mua của chị lại muốn mua là mua đồ phòng thu. Các bạn biết lý do tại sao không? Lý do tại vì ấy là thứ nhất ấy, đó là chị nghĩ là đồ phòng thu nó mắc hơn, đồ phòng thu nhìn nó ngầu hơn, cho nên là hát karaoke nó sẽ hay hơn. Hoặc là cái thứ hai là nghe chữ phòng thu là thấy nó ghê gớm rồi, cho nên là mặc định là hát những cái bằng cái thiết bị phòng thu thì nghe nó sẽ hay hơn so với loa, so với những cái dàn amply bên ngoài hoặc là loa kẹo kéo. Thì cái việc này có đúng hay không các bạn? Hôm nay mình sẽ mô xe vấn đề ha. Thì hiện nay á, chúng ta sẽ có nhiều option để mà các bạn có thể lựa chọn cho việc hát của mình. Thì cái option đầu tiên á, là các bạn có thể mua những cái amply karaoke như thế này. Rất dễ, rất rất nhanh, các bạn có thể vào những cái điện máy hoặc là những cái cửa hàng bán đồ thiết bị về âm thanh đó, các bạn sẽ rất dễ dàng kiếm được những cái âm ly như thế này để mà các bạn hát. Thì cái đặc điểm của âm ly này á, thứ nhất là nó sẽ cái giá thành của nó ở mức mà đa số mọi người có thể mua được. Cái thứ hai ấy, là nó dễ tinh chỉnh. Các bạn thấy ở trên này nó chỉ có ở nút volume nè, nút echo nè, nút này mình không biết, echo nè, nút bass nè, nút pedal, treble là chỉnh sáng tối á, echo là độ vang và chỉnh volume hết rồi. Thì cái đặc điểm của nó là rất dễ tinh chỉnh, bởi vì người ta set không có chi tiết cho lắm và mình chỉ cần mình vặn những cái núm này và các bạn nghe nó hợp với mình là ok thôi. Và các bạn cứ như vậy mà hát. Đó. Thì tuy nhiên á, thì đa số những cái thiết bị như thế này á, nó sẽ gọi là cái chất lượng của nó sẽ không có phải là gọi là quá đỉnh, cho nên chúng ta sẽ có một cái giải pháp thứ hai, đó là chúng ta sẽ mua những cái thiết bị phòng thu. Đó là cái này nè các bạn. Ví dụ mình mua, ví dụ như là thu đi, sao ta, studio, ví dụ cái này, ví dụ cái này nè các bạn. Đây là cái giải pháp thứ nhất ha, là các bạn sẽ mua một cái ampli cộng với cái micro cộng với cặp loa để mà mình hát, thì cái đó là các bạn dễ thấy rồi. Hoặc là các bạn có thể mua một cái loa kẹo kéo, nó tích hợp tất cả những cái này vào. Còn cái thứ hai ấy, là các bạn sẽ mua một bộ phòng thu giống như là cái chị đó đã chọn, là nó cũng bao gồm một cái mic, một cái sao kẹt, một cái headphone, chứ nó không có phải loa, và các bạn sẽ cắm vào để mà các bạn hát. Ngoài ra các bạn có thể đổi cái headphone này bằng một cặp loa vẫn được nha các bạn. Là có nghĩa là thay vì vậy thì chúng nó là cái này nè. Các bạn có thể mua một cái bộ đồ như thế này, có thể là mua cặp loa, mua mic và mua sao kẹt và các bạn sẽ dùng để hát. Tuy nhiên, nó có hát hay hơn so với cái giải pháp này hay không thì nó lại là một chuyện khác nữa các bạn. Bởi vì sao ha? Bởi vì những cái thiết bị này á, nó chỉ đáp ứng cho cái việc làm tốt cái suột đầu vào, có nghĩa là nó sẽ làm cho giọng của các bạn nghe chi tiết hơn, nghe rõ ràng hơn, âm thanh trung thực hơn. Tuy nhiên, để mà chỉnh cho hay trong quá trình các bạn hát thì bắt buộc các bạn phải biết một chút về những cái kỹ thuật phòng thu như thế này đó. Chứ thực sự các bạn thấy ở trên cái sao kẹt này nó không có nút gì hết đó. Nó chỉ có cái nút volume này nọ thôi, các bạn nhìn kỹ lại, nó chỉ có cái nút volume này, gain này chính là volume này các bạn. Nó nôm na nó gần giống như với cái volume các bạn chỉnh cái mic lớn hơn đó. Nôm na như vậy, nó chỉ có là vậy thôi hết rồi, chứ nó không có nhiều nút echo hoặc là bass treble này nọ như là ở trên cái ampli. Và cái việc chỉnh đó nó các bạn sẽ không thực hiện trên cái sao kẹp mà các bạn sẽ thực hiện trên phần mềm. Đó có nghĩa là cái quá trình để mà các bạn làm á, các bạn hát được á, một á, là các bạn phải gắn cái sao kẹt đó vào máy tính và sau đó các bạn sẽ chỉnh những cái thiết bị bằng cái máy vi tính này, chứ không phải là chỉnh trực tiếp trên cái ampli này.
các bạn nắm được ha. Đó, tuy nhiên để mà các bạn có thể chỉnh hay được ở trên này ấy, bắt buộc các bạn phải có những kiến thức về phòng thu. Còn nếu không, cái âm thanh sụt của các bạn nó chỉ như vậy. Na, yeah. Nó sẽ không có những cái effect, nó không có độ vang, nó không có gì hết. Mà bắt buộc các bạn phải chỉnh nó dựa trên phần mềm. Ví dụ mình thêm cái echo vào ha. Na, yeah. Hoặc là mình chỉnh bass strap đi. Mình chỉnh bass strap. Na, yeah. Na. Các bạn thấy những cái nút mà mình vặn á, nó gần giống với cái treble âm ly các bạn, cũng là bass strap nè. Nếu mà bạn nào hay hát karaoke các bạn sẽ biết. Tuy nhiên các bạn thấy cái giao diện của những cái phần mềm này nó rất là chi tiết và nó nhiều thông số hơn so với chỉ là cái trên cái âm ly. Đúng không các bạn? Ví dụ như là cái này các bạn có tới 4 thông số và có rất nhiều thông số ở dưới nữa, nó nằm tới 10 nấm luôn. Nhưng mà ở trên cái âm ly nó chỉ có 3 nấm như vậy thôi là hết rồi. Đó, cho nên là khi mà các bạn mua được phòng thu á, mua một cái phòng thu để mà hát karaoke á, các bạn hoàn toàn có thể hát karaoke được, không vấn đề gì hết. Tuy nhiên, để mà cho các bạn có thể hát hay được, âm thanh nghe nó ảo diệu được, bắt buộc các bạn phải biết một chút về phòng thu như thế này, để mà các bạn có thể chỉnh cho nó ra, và nó ít nhất nó cũng phải bằng cái này hoặc là hay hơn. Còn nếu không thì nghe cái giọng của các bạn khi mà hát vào nghe nó rất là khô và nó chưa có hiểu gì cả, nó là một cái sụt ro các bạn. Rồi, một cái giải pháp thứ ba nữa, đó chính là các bạn sẽ dùng những cái thiết bị mà nó lai giữa cái âm ly với cái sao kẹt, với cái bộ đồ phòng thu này. Nó là cái sự kết hợp lai, nghĩa là mix các bạn. Thì các bạn có thể xem qua cái clip này ha. Để chúng ta sẽ cùng với nhau test thử cái chất âm của cái mic này nha. Ở trong đây nó sẽ có một cái đầu lọc gió, các bạn nên xài. Bây giờ cái này là nó đã có sẵn cái cáp headphone ở đây. Các bạn nhớ nha, cái cáp để dùng cho headphone là cáp này nha. Nó khác cái cáp này. Các bạn vẫn có thể xài cái cáp của headphone có sẵn, hoặc là các bạn mua một cái cọng cáp giống như thế này gắn vào thôi. Nó có một cái nút để các bạn chuyển chế độ. 小幻想. 1, 2. Đó, bây giờ mới là lúc hay nè. Đây là những cái chế độ để giúp cho các bạn hát với một cái âm thanh rất là vang, rất là đẹp và rất hay luôn, đúng không? Giả sử mình hát một cái câu hát của bài Sau Tất Cả đây. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Đó, thì cái này, các bạn có thể nhìn quan sát cái mic này các bạn. Cái mic này, nó là một cái gọi là một cái thiết bị nó đã tích hợp sẵn cái đống này vào rồi. Có nghĩa là cái mic này nó bao gồm cả cái mic các bạn. Mic để hát nè, nó có luôn một cái sao kẹt nằm bên trong cái mic nè, và nó sẽ có luôn những cái đường out để mà các bạn có thể cắm tai phone hoặc là cắm cái loa vào và các bạn vừa hát vừa nghe. Đó là cái mic này. Hoặc là nếu mà các bạn không thích cái mic này mà các bạn muốn có một cái sao kẹt riêng giống cái này đi, thì các bạn có thể chọn những cái sao kẹt livestream như thế này. Thì những cái sao kẹt này nó, hoặc là cái mic này nó tương tự với nhau. Cái sao kẹt này nó cũng sẽ có những cái hiệu ứng có sẵn ở trên này. Trên này là những hiệu ứng các bạn, ví dụ như là delay nhiều, hoặc là echo nhiều, hoặc là reverb nhiều. Mic này cũng có sẵn. Nó được tinh chỉnh bằng cái nút chữ M này các bạn. Các bạn bấm vào nút M thì các bạn sẽ nghe những cái hiệu ứng riêng, những cái setting có sẵn riêng, mà các bạn sẽ không có phải quá mệt mỏi so với cái việc các bạn phải chỉnh ở trong này. Đó. Ok ha, thì cái này nếu mà các bạn mua cái sao kẹt này, các bạn bắt buộc phải mua thêm một cái micro nữa. Đây nè các bạn. Hoặc là các bạn hoàn toàn có thể xài micro hát karaoke vẫn được. Các bạn chỉ cần cắm vào và các bạn hát thôi. Và sau đó các bạn sẽ chọn những cái preset về hiệu ứng có sẵn ở trên này. Đó, nó cũng giống như là các bạn chọn trên âm ly và các bạn chỉ có vặn thôi. Còn cái này là bấm, cái này là nút bấm. Nó sẽ dễ hơn nhiều so với ông này. Ha. Rồi, cái này là giải pháp thứ ba, là giải pháp mix giữa hai cái loại thiết bị đó. Tuy nhiên,
mình sẽ có một cái note cho các bạn để mà các bạn khỏi lầm khi mua. Nếu mà các bạn dùng cái karaoke này ấy, các bạn sẽ dùng với một cái cặp loa gọi là loa passy. Passy speaker. Passy speaker là cái loại loa mà các bạn sẽ bạn sẽ thấy là người ta sẽ cắm hai cái, người ta sẽ mắc hai cái dây điện vào trong này nè các bạn. Các bạn sẽ thường thấy ở trong các tiệm karaoke hoặc là những cái loại loa ở nhà, loa mà các bạn hát karaoke là người ta sẽ, nó sẽ không có cái chỗ nguồn, nó sẽ không có cái nút nguồn, mà nó chỉ có đơn giản là hai cái chỗ để mà các bạn mắc hai cái dây vào thôi. Và hai cái dây đó nó sẽ vừa đóng vai trò là cái nơi truyền tín hiệu, mà vừa đóng vai trò là cái nơi mà cái ampli nó sẽ phát điện ra để mà chạy hai cái loa này ha. Thì để mà các bạn xài được so với cái ampli, thì ampli hồi nãy á, thì các bạn phải mua một cái cặp loa passy này, có nghĩa là loa này nó không có nguồn mà nó sẽ lấy nguồn trực tiếp từ cái ampli. Còn nếu các bạn xài giải pháp một á, là bộ phòng thu, hai á, là bộ mix, bộ lai tạo giữa hai cái này, thì các bạn sẽ không thể nào xài loa này được, bởi vì nó không có dùng cái loại đầu ra là cái dây như là ampli, mà nó xài đầu ra là đầu 6 ly này. Các bạn thấy hai cái đầu để mà cắm loa nè, cái đầu này vừa các bạn vừa cắm loa được và vừa cắm tai phone được luôn. Hoặc là cái mic này cũng vậy, mic này các bạn hồi nãy thấy á, đây này các bạn, cái chỗ này là cắm tai phone nè, nó là cộng 3.5 chứ nó không có chỗ nào để mà cấp nguồn cho cái loa hết, cho nên là không xài cái loa này được, mà các bạn phải xài những cái loa mà có nguồn sẵn. Ví dụ nha, ví dụ stereo speaker, ví dụ cái cặp loa này, các bạn thấy cái dây nguồn của nó không, cái dây nguồn nó đây, và các bạn sẽ cấp nguồn của nó bằng cái nút này, và ở trên này nó sẽ có những cái đầu input từ cái micro này cắm vào cái loa này, từ cái micro cắm vào cái này, hoặc là từ cái sao cạc này cắm vào cái này, và sau đó các bạn mới hát được. Chứ nếu mà các bạn mua cái loa passy hồi nãy là các bạn không bao giờ xài được với cái này đâu nha. Hoặc là muốn xài được các bạn phải mua thêm thiết bị, nó rất tốn kém. Vậy ha. Thì hôm nay mình đã chia sẻ xong cái vấn đề các bạn sẽ lựa chọn cái thiết bị nó phù hợp với nhu cầu của mình. Các bạn có thể lựa chọn một cái bộ âm ly để mà mình có thể hát cho nó dễ hơn, nó tinh chỉnh dễ hơn. Tuy nhiên cái chất lượng âm thanh của nó các bạn sẽ không có can thiệp nhiều được, cho nên là nhiều lúc là nó sẽ không đúng ý của mình. Cái thứ hai là các bạn sẽ mua một cái bộ đồ phòng thu, nó hoàn toàn có thể hát karaoke được luôn. Tuy nhiên các bạn phải biết tinh chỉnh ở trên phần mềm. Và bởi vì cái ưu điểm của nó là bởi vì ở trên phần mềm nó sẽ có được cái độ chi tiết cao hơn, các bạn sẽ can thiệp nhiều hơn, cho nên âm thanh của các bạn nó sẽ đúng ý các bạn hơn. Và một loại thứ ba đó là loại lai tạo giữa cái ampli với cái bộ thiết bị đó. Đó là những cái thiết bị mà thường là những cái bộ thiết bị mà trong đó nó vừa có được cái độ chi tiết của bộ đồ phòng thu, nhưng nó cũng có được cái độ dễ tinh chỉnh bằng những cái preset có sẵn như là một cái ampli. Thì các bạn có thể xem cái nhu cầu của mình như thế nào, cũng như là túi tiền của mình, để mà mình có thể chọn được một cái thiết bị nào mà nó phù hợp với nhu cầu của mình hơn ha. Nếu mà các bạn có những cái câu hỏi hoặc là những cái đóng góp hoặc là những cái thắc mắc, các bạn có thể inbox Adam Music hoặc là inbox mình và team Adam Music sẽ làm những video tiếp theo để mà có thể giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.